Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nghĩa Văn Lên nha. Đồ ngu. Rồi các bạn, hôm nay là mình Văn vui vẻ lên Bình Định, mình sẽ có một cái chương trình thi gọi là ăn bún mắm nha các bạn. Anh lên Bình Định em. Lên Bình Định. Anh ở đâu? Anh ấy. Anh ở Phước Hiệp. Phước Hiệp ở đâu? Phước Hiệp ở Bình Định ấy. Phước Hiệp cũng ở Bình Định mà anh kia cũng lên Bình Định. Nhưng mà ý là anh Nhơn chứ. An Nhơn mình. Anh Văn đấy, đáng lẽ cái đây là bên anh đó. Tô của em kèm tí xí nữa. Đó. Ai tô lên mấy muỗng? Có 2 muỗng hả? Đây là cá phao mà. Đó. Đó, bây giờ là mình sẽ Tiếng Anh sẽ chia phê ra ăn nha các bạn. Đây. Anh lấy luôn anh. Bóp mày nó xẹp mà. Rồi. Thiết Khơme. Giờ chủ quán cái làm lúc 2 con đây. Và cứ full pin vậy. Như là tính. Tụi mình nghe. Đậm cái món thích em viết. Đó. Mấy anh em mình sẽ chia ra. Hai tô siêu ta khổng lồ này. Đất anh mà. Anh ở tô này này. Xong cái tích ra tô nhỏ thì đổ vô đây cũng được. Nó đúng. Đúng rồi. Bún bánh nha anh chị. Ok. Bún bánh nha. Ta nhớ là đâu làm mất tụi dữ vậy. Đây giờ là nói chung là cái tô này hay là con mua full cái tô này bao nhiêu tiền con tính nha, cứ làm 2 cái tô đó cho con. Em không hết bên cạnh. Không hết gì, nguyên cái đội biệt đội đi mà biệt đội khủng đi mà sao không hết. Cứ làm cho con, không sao không hết được để nói biệt đội ăn uống mà. Biệt đội ăn uống. Rồi. Ý là giờ một người ăn một tô này hết không? Nếu còn ai hết thì được càng tốt cà phê. Đừng thôi quê. Sao lên? Lên thì em lên đấy, em nghĩ em ăn một tô như vậy em hết không? Em anh nói đâu, anh cho vui anh em chứ em anh nhìn nấu. Ông nấu chia đội đây anh nha. Đó. Năm tô này của anh tốt vậy. Rau. Đâu lấy 10 tô đổ vô. Đó. Cô thì tí nữa anh em con tin chặt đấy. Làm 2 cô ấy. Hai cô. Hết trong đêm gì ạ? Nói cái lạ tiếp. Làm gì? Không bớt thì mình đêm gì ạ? Nó gia đình mình anh chứ nó có. Đéo và đéo. Mày dèo không? Mày có tiêu không? Cái đồ này đụng nó nói chàng luôn. Đấy. Ui chù kìa. 1 2. Đó. Rồi 5 tô. Bên đây 5 tô nữa. 5 tô được rồi. Cái là chặt riêng anh đĩa đây. Dạ? Chặt quay rồi ở đây. Không, quay đang làm mà. Cứ vậy thôi. Nhiều vậy cho nó hấp dẫn với cô. Review quá cô mà đọc đọc. Bởi sao mấy người ta ai nói quán cô cũng không tốt này chứ. Đây này các bạn, chô gà đây, bây giờ đổ vô tôm mực nha các bạn. Đấy. Wow. Tô quá chất lượng, hấp dẫn luôn. Đây một tô như vậy là 5 tô. 5 tô là 315, đây tô đây là 150.000 nha các bạn. 150.000 một tô vậy nha. Đây cũng vậy đây nha các bạn. Tôm mực đầy đủ. Một tô là 30, 5 tô vậy là 150, một tô là 150.000. Ok. Tuyệt vời. Dạ. Đây nha các bạn. Bên đây thiếu nước là vậy, sắp nước bằng chỗ đây nè. Đấy. Dạ. Rồi chị 2 tô mắm không chị? Đây nó là tô này mà đấy. Đây nè cái này. Tuyệt vời. Chứ ạ. Cái con kia rồi, ở đây rồi. Có chứ. Làm đầy đủ hết chứ, cứ 5 tô 5 rau vậy rồi chứ. Rau đánh rau đồ ra đầy đủ hết chứ. Đây, mực. Rau ấy, rau chị Trụng bỏ chung vô luôn. Ừ, đâu bỏ riêng cũng được, bỏ riêng cũng được. Rồi rồi rồi, ok. Cái quán bún mắm của chị là bánh canh cái lóc đó, bún mắm luôn nha các bạn. Số điện thoại các bạn ghé Bình Định, ghé ủng hộ quán nha. Đó. Đường Nguyễn Sinh Sách nha, một số 11 Nguyễn Sinh Sách nha các bạn. Đó. Rồi Phúc bưng ra Phúc. Má tôi để hai rồi, ói luôn ạ. Đây cổ mất hồn rồi. Lấy vô. Nhìn cái bàn mới đó lại cho bo cái bên nó là cái bàn. Ờ. Ui. Đây, tô này đây hai tô. Ok mọi người. Đó. Lấy tôi ra múc ra. Ok mọi người, nói chung là cuộc thi hôm nay thì mình cũng tài trợ đó là giải thưởng người ăn nhanh nhất là 20.000 nha các bạn. 20.000. Đây. Mình chung nghĩ mình ăn ngon ra được. Mấy tô này ăn đơn giản mà. Dạ, Phúc hôm nay nó sợ mập mà nó đâu ăn đâu mà nó Phúc review Phúc còn mấy cái chén mua cho nó ăn. Đấy. Được mấy chén nhỏ, mấy chén kia chứ. Chưa, anh review hai tôi chứ. Đây. Mình sẽ review một miếng nước nha bạn. Đây các bạn. Rồi Phúc, mình sẽ review một miếng nước nha bạn. Là hôm nay đâu có Phúc thấy đâu mà. Không, ý tôi nói mày, mình sẽ review một miếng nước nha bạn, nhưng mà mày ăn nghĩa là ăn nó mất vậy nên mình sẽ rút ra mình review luôn. Rồi rồi rồi. Chứ là giờ nhỏ thì lại lấy. Dạ dạ vậy vậy là được rồi cô. Rồi. Đây cuộc thi bữa nay là sẽ chia thành hai đội. Đó, để anh. Bây giờ đem người sao chia này. Hả? Đưa em quay phim cho. Em quay cho. Anh nhớ. Anh lui. Giờ chép đi. Rồi đây anh, em quay cho. Rồi vậy là bây giờ là mấy anh em mình sẽ ăn năm anh em mình sẽ ăn hai tô này nha các bạn. Ăn hết rồi mình thấy còn vui anh. Giờ em muốn đặt cái một cái tô này cho nó nhúng các bạn về. À, cái tô này mà ăn được là mày có nhúng. Rồi hết miếng nước rồi. Nếu mà còn lá xỉ cho còn, lá xỉ múc còn. Nói chung là quán của cô rất là vệ sinh nha, mình định húp cái là mẹ kêu là không nên húp. Đó. Nên anh em mình sẽ thử thách là ăn hết hai cái tô này không nha các bạn. Wow, rồi. Quá là nhiều đi. Ăn nấu không? Hả? Không nấu thì cũng lén nấu chứ giờ sao? Để chết được chưa? Để được chưa? Mình mở rau vô rồi. Mà anh em mình chưa biết mình múc nước nha. Nhỏ rồi. Thì bếp rồi. Ảnh làm nước đây. Đó là múc mình chưa ăn lạ. Gọi gì thì nhín đây. Đây nghe anh chứ. Nói chung là mời tất cả các anh em đây nha. Giúp cho cái này múc được. Mời các bạn nha. Mời anh em nha. Mời mấy anh em nha. Anh làm bún mắm này chứ kháng cho mình. Mời anh em chứ mà anh cho cái nãy giờ luôn đấy. Anh em mình sẽ thưởng thức đi. Chú hồn dạ nhìn đã đẻ pin đủ giúp. Chụp bón bạn mà nghe rồi. Bón này các bạn thưởng thức lắm nha. Mời bạn. Mày muốn ghép có ghép quá à? Hãy đũa ghép. Này bạn tô một tô là ha. Ui dù một tô. Mình nghĩ tao lết cái tao đi nha. Chứ ô dạ cậu có dài quá. Bỏ rau vô rồi là lên. Dạ anh bỏ anh bỏ đây này đúng đây vô cho anh ăn cho em không ăn rau. À, ý là bỏ vô này nha, nếu mà tôi thích anh cho hết rồi ăn rau rồi bỏ nó ăn gì đâu. Em kêu một miếng mà ngon nha. Nghe mời các bạn nha. Chú ơi, tiền ơi. Món còn một này tôi hả? Nó cương quá hả? Đâu á? Đã. Mày làm được rất lắm. Phúc review Phúc. Review của một người đó các bạn. Mà chú ăn mực các bạn. Nhưng mà nước ở đây rất là ngon luôn. Bây giờ cái nước mắm này bữa tay trước là bạn thấy ngon. Anh em là anh bún đậu tôm á, qua quán bà thiệt. Quán bà bán gì em cũng gì? Mắm miền Tây chứ cũng bánh canh cá lóc. Cho bữa bà kêu cho em quảng cáo bà. Bà bắt ra giờ anh ăn nhận. Cái sơ này nói chung là 2 triệu bạc giống như là đủ ăn đồ với ấy vậy thôi bạn ơi. Ví dụ sơ 2 triệu à. Ngon bút. Ăn tù thì ngon quá đâu. Để mình đã đang tôi nấu không? Không nấu không? Tù gừng á. Nhà bên em ăn tới em một tô ăn đẹp hả? Hai tô ăn nóng. Để có một tô ăn hết tô đây làm tô kia. Ừ đúng rồi. Rồi hết luôn không? Trong mấy rồi hết không nhỉ? Bà tôi đem về gia đình ba mẹ ăn coi, ba mẹ coi được clip chữ đổ má này để ăn dưa đem về tao. Ra ăn một tô rồi hết không? Mắm bay bù mắm à. Anh nói dặn không? Tức quá. Tôm ngon mà. Lớp nói gì đâu tôm. Nhưng mà nó má tôi à. Dạ. Nó nói dặn quen rồi nào. Cố gắng vào. Ăn được rồi, đủ rồi. Đã đến tô hả cô? Ngon quá tuyệt vời. Đang nóng ngon rồi chưa? Chị ở miền Tây gì? Tây ở Bình Định mình. Ở Bình Định đang ở Bình Định rồi hỏi miền Tây. Người bơ vậy ở đâu vậy? Ở Bình Định luôn. Quên hỏi bả chứ tự nhiên thôi biết. Nói chẳng nói hay quá. Chung là topping rất là nhiều nha anh em. Ngon bạn nó cũng ngọt lắm. Anh ở đây mình lại ăn ngon không? Bớt lên nha. Bớt ăn quá anh hỏi gì topping chính à? Quá nói rằng mà nhờ mày nữa là mày được không? Còn nào? Còn cái điều trước. Anh chung cái đỡ không? Anh chung cái đỡ được đó không? Nào anh đâu anh bên à? Không. Đâu? Của anh ở đâu đó? Mất cái này. Đấy. Không mắm nào ở Bình Định mình đâu. Chưa có nghe quán bún mắm nào, không bún mắm này. Mình xin phép mình uống miếng nước nha các bạn. Là không áp được anh Trung anh đây. Nhiều bây giờ hả? Còn khổng lồ quá mà. Nhiều này hơn canh hao. Nó còn bọc đá bút là mát. Là hết dần rồi. Nếu mà kiểu này thì mình ăn một teo là chắc hết được hả? Chắc luôn hả? Một teo hết chứ. Hết được chưa đúng? Một teo mùi tô ấy. Đúng rồi. Mùi tô 5 tô chứ. Không, nói chung cô lên cành em không? Tao nói thiệt không? Một đây một mình ăn hết. Nào. Đây một mình ăn hết mà. Hết cái hết là còn 2 sáng rồi, cái còn muốn dư nước đổ lại. Nói chung dạo. Đục nữa. Cá lóc mà các bạn. Cá lóc thì hương vị rất là thấm luôn nhưng mà bán ngựa rất là nhiều nên không vẫn còn không ngựa nha. Là nó thành cái gì đó rút cái gì cũng ý quát rồi. Này là anh hết nước luôn anh Văn, này ăn cái rồi. Hấp thân chặt luôn. Chặt luôn đúng không? Luôn. Cái người nào mà tính giờ đi nữa. Dù tôi đéo ăn vừa ăn luôn. Đúng không em? Nhưng mà nhỏ cho em phụ ăn đâu nói đâu. Cái chị đó lại cao xe cho mọi cao tội ghê hả? Đánh nhạc rồi. anh em. Đúng mấy cho nó ngon nữa. Không phải nó ngon mà. Thằng bên kia rồi. Được. Con nghe bán. Vô mùi rồi ói à. Ra mà anh mang kêu độ thử thách của tôi chắc anh cũng kiếm vậy. Chờ nghĩ hai đội em chích. Vô rồi. Cũng công bình. Bây giờ chén mà em thấy nơ nơ rồi anh Văn. Nơ rồi. Năm người anh hai tô đi muốn hết trời. Em tưởng mình nói cho cái cảm nhận, mình nói sao cho khán giả như coi mình thử thấu á. Nên người này á, mình ăn 2 tô là trong này tông bằng là 10 tô đúng không? Nếu mọi người bỏ lên bàn, một người 2 tô có thể ăn hết. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà bỏ vô là ăn không hết. Cảm thấy người mình nó đánh vô tâm lý nó nhiều quá. Nó ngán miệng lắm. Lên từ nhỏ giờ lên thấy thì cái 2 tô này chưa thấy nào. Chưa thấy ăn thực tế đúng không? Nhỏ chưa thấy. Chưa thấy. Ờ. Chén thứ tư nha anh em. Nói ra nãy em nói anh chốt anh kêu anh đi lại giờ anh đang giữ lại với bụng nơ nơ. Để nghĩ anh em nó vui chứ. Em đổ hết. Giờ clip đây rồi. Em đổ chứ em kệ. Clip đây là clip đầu tay của anh em cũng nhớ. Nó nói mất nhiều dữ không? Đó, nó đang ăn mà nó nói chứ. Thế mày đâu, má nó một hồi. Thấy không? Giờ mình ăn lại hả? Cái sao có ở đâu? Nãy nói gì nào? Nó cũng đất bóp này. Trùng. Trong cùng con mực còn mà nó nói còn chuyện nữa à. Đất đâu em? Đất mực đất nào cái con mực là con ngon nhất trong cái phố. Tao cũng biết vậy chứ mà đang quay phim nữa nãy giờ không quay tao lụm rồi. Đó em giữ em. Đấy. Vừa dù ra ăn được rồi, đó ăn được rồi. Các em vụ đây đó. Bên đây nhanh hơn này, hết nhiều hơn nè. Còn nãy giờ anh mấy chén? Một chén, bút cho bùi hả? Anh ngủ anh cho mất cùng mà. Cả chén mấy? Đã đủ má là nhớ mấy con mực lạnh rồi anh cho anh đông. Anh mực lạnh cái đất rồi, lạnh như vàng à. Má lạnh cho bụng này nghĩ là mình mấy con rồi. Ông cứ mực anh cứ con mà. Tù 8 con mà, đánh mất 7 con. Thôi mà Phúc. Không, em nói anh tù rồi mình giữ. Này giờ trời, cho anh mấy chả cá này. Đi này, mình chả mà có tấu ngồi. Đúng rồi. Ở trên bạn tụi đứa tối là thương ăn em dữ vậy. Đâu đâu ăn rồi tối ăn rồi giờ đâu ăn nữa không? Đúng rồi tụi khổng lồ. Giờ mình làm cái clip này mình cũng không có tưởng tượng em nó nhiều như vậy luôn á. Mình nghĩ nó cũng vừa vừa. Để nó 5 tô chỗ đại nha. Nếu là 7 tô là có đây này. Ôi. Nè liền liền. Đây nãy tới cái chân mà cái bánh hả? Mình thử cái tôi. Thử thách đổ nước vô đây uống. Uống lê lê luôn. Quay dập như bữa clip của em à. Bỏ vô quay rồi hút. Thành cả thiếu hút nào. Nhả nước lại nữa. Nước lại mặt đó. Nó nhả nước ngược lại sao? Đánh phát nữa không? Sự là hai của tôi đây rồi. Mình này Bình Định mình đẹp mà không đi là không đẹp quần gọn gì đó. Đẹp cái gọn gì 7 ngày gần 7 ngày không tới. Có ngày rượu đấy hả? Tôi mình đâu có đâu. Vì người ta có câu thơ đó. Rượu đánh bả đừng. Là chua bột nữa thì đánh nó bảo đường. Việc kèm vào đấy nghe. Rượu đánh. Mấy bên này mình không uống nước à? Mấy bên này mình không uống nước à? Tại hạ đi. Chua kìa. Giấy bày ở đâu? Bày hả? Em lấy dưới anh Trung. Anh thế con cũng này. Kết thúc video tại đây nha các bạn, đâu á. Phải ăn tàn quá đâu, nói không ăn. Sau đây chút nữa con cho bác cảm nghĩ như thế nào, con không biết đòi ăn như thế này. Chứ thì hầu giờ chưa thấy. Phải làm nước này, mới nhìn tài có nước này. Hầu giờ chưa thấy trường hợp này như thế này đúng không? 70 tuổi rồi hả? 70 tuổi chưa? Ai? Cô hả? Nó phải dài với mày. À, sao mấy tao tư vấn hôm nay 70 tuổi rồi chưa thấy trường hợp như thế này. Ai còn bán nhíp đó. 70 tuổi tôi chưa thấy trường hợp. Đào Phúc, Phúc có lạnh có pin hết giờ. Đây đây em đây. Bánh canh này ai ăn trời. Cái đồ pin lạnh nữa. Cái pin là mấy cái tôm rồi đấy. Có pin này. Đấy. Quỳ vô. Cái lạnh sạch đó, chưa đâu đó. Thiệt luôn á. Đấy, xem mà nó kinh khủng. Cũng nó vô tận một cái tôm với cái chả cá còn. Má nè, đem mấy ổ mì rồi bạn rồi ăn nó. Mùi ăn để ăn bánh mì rồi, bao ổ mì. Giờ này mình xong con sốc anh kìa. Trong quá. Tao này mưa là mưa. Sốc cái gì rồi. Mình nói thiệt mình là mấy vật linh hồn các bạn đưa vô cái gì cái đó thì có cứt không cái đâu. Ôi dồi, nó vô còn mấy vô uống hai chai nước nữa no đồ. Ăn nắng mày uống nước vô đá vô đã. Nước nó cũng mắm em mặn màng không? Được. Chứ. Mình mua em uống đi bởi giờ vô bỏ ít tấm pin nữa cầm về cho vợ anh. Cô cái anh đố. Cô cái này cái gì? Ấy là cô cái là sao giấc cá đâu nhỉ? Đủ quá nó ngán thì cua. Sao nói giải phúc đáng mình phải đậu rồi chịu hết nổi anh em ơi. Trời ơi, chuẩn bị anh em mình thả cuốn về đây lên lên nó còn trụ nổi mà anh em. Đúng rồi, mày ăn rồi nó có số lượng mày nghĩ bây giờ mày rác ăn vô xuống bây giờ nó ói ra cũng uống à. Tại sao rồi bạn đây là nói chung cái bữa thử thách đầu tiên là bữa thử thách nó ngu dại bao no mà túi các bạn rồi. Tự nhiên thấy Phúc nó giờ nó nán được nhiều mình thấy. Giờ chút nữa anh em giờ nó trong bọn mình nó chứ không nấu nó thì gọi ra để nó uống không. Tụi giờ thì em bây giờ đang bật cho không chịu nấu đi. Rồi đám hai cả nước nữa nó no đủ mất hụt. Nhiều mà à, quá kinh bột quá quá nhiều luôn. Hai tô đây mà không chứ phải giờ nấu em mà giờ chờ ngầu ngầu nói chuyện tới 9 giờ là đêm rồi mình tiếp. Bún bún nữa thành bánh canh luôn ạ. Ui dù để mà đây bên đây ra ăn đây bún ha ba người ăn nhiêu đó mình thì còn nhiêu đây có hai loại bún sò bự bún nhỏ sò bún bánh canh chúng còn bánh canh không bún sò nhỏ vợ ăn luôn bún sò bự đây bún bánh canh hả bún sò bự đây bánh canh bánh canh mà bún sò bự bánh canh gì? Lại thử bánh canh mà bún để bún mắm mà bún xương bánh canh bún mắm bún sò bự khác là làm ăn mà hả bánh canh cái lớp khác còn nấu không còn này nó bánh canh nữa không tại này còn bánh canh luôn nhưng mà bún đây bún sò bự khác là tại khác cái đường cũ giờ là bún này bún sò bự đấy mà anh em mình 5 người mà thử thách hai tô đây mình ăn 5 người luôn nha các bạn ăn bứt không hết còn lại cái này các bạn 4 người à lên boy quá bỏ chén mà để đâu ném nó ở nhà rồi nói chung là anh này chứ được còn 3 người mà anh còn nhiêu đây này các bạn nói chung là anh em mình cũng no quá clip tại đây nha các bạn dạ đầu rồi cô đây đây cho con nói cô chút xíu cô không cái mẹ không đấy chứ đúng không cô bây giờ cô đứng đây con nói cảm ơn cô con nói chuyện với con chút đấy là hồi nhỏ giờ là cô thấy cái hoàn cảnh em như vậy chưa chưa thấy từng ngọn này như vậy đúng không đủ trong đây 70 tuổi chưa 60 tuổi mà chưa thấy từng ngọn này như vậy đúng không cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả Đây rồi, dạ vâng cô vậy. Con đâu dạ, con nằm mua cái vậy. Dạ. Cái đây con mua ở trên mấy cái đây là mấy cái lương hả cô? Ở đây không có cô đâu. Cái đây con đặt Sài Gòn gì mà. Đâu, mấy cái đây là thường cúng đồ. Có đá không cô? Dậm cái tay vô lương hả? Dạ dạ rồi. Em mới lên đi đá không? À đồ con đá uống trước đây. Không cô cũng cái gì cũng năm mới rồi, sẵn đây chúc cô năm mới sức khỏe. Cảm ơn con. Lên xe con. Lên xe. Hả? Chào chúc cô sức khỏe. Sức khỏe là gì? Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Sức khỏe lái lại cô. Thôi cái gì quán cô là tên gì dùng gì để nói Nguyễn Xuân Sách con. 11 Nguyễn Xuân Sách. Rồi. 11 Nguyễn Xuân Sách nha các bạn. Nè bún canh bánh canh cá lóc với bún bánh nha các bạn. Đây là bà chủ quán Bình Tổ Quốc. Anh đi với đồ ạ. Đây em. Ăn lên Bình Định. Thiện là anh đó. Anh đã bán ạ. Anh ơi. Thiện Trí ạ. Ừ. Thiện Trí nó một cái ạ. Nó gà hiếp. Sao biết cô không đỡ miếng đỡ bà ai rồi. Thiện xưa bạn mà. Cho con bún lộn chung với nhé. Mình nó phải học mày học ống đâu mà muốn làm gì học mày ở đâu. Ở Sài Gòn cái đâu? Làm gì đâu ở đây học Sài Gòn mày. Bạn Trí. Lâm mới nghĩ chứ ông ở Sài Gòn đó, không có Sài Gòn ở đây quán có Sài Gòn á. Quán người ta khuyến mãi cho mình là mấy này mà còn làm đám hai trên nước nha các bạn. Đậu tôm hết bao nhiêu tiền rồi con gửi luôn rồi cô. Đây là 300 còn cái đây cái mảng nước con. Dạ rồi cảm ơn cô nha. Con gửi tiền cho cô luôn. Anh em đến chia sẻ ủng hộ cho anh mình kiếm được 1 triệu trong clip hôm nay. Điên rồi anh, 5 triệu tao các bạn. 5 triệu tao. Má mày vậy chứ mày. Rồi mình phải được đồng bước vậy chứ đúng không anh bạn? Chúng ta mà nói vậy. Thì mình mới làm gì vậy? Mình YouTube hay làm bất cứ gì mình làm được cái đầu tư. Không có đầu tư gì đất sáp mình đầu tư gì cái khác. Em chúc anh em đồ này nọ cho nó vui với còn đầu tư đất sáp mình đầu tư tiền anh. Ừ. Còn mình không đầu tư tiền mình đầu tư cái gì? Mình làm nhiều khi mình chơi vui được cảm thấy em chiều mình vui là thấy là gặp anh em rồi ăn uống như vậy mình thấy vui rồi được có cần như làm bây giờ làm nói với em làm gì mệt mỏi không làm mệt mỏi xong rồi chiều gặp anh em ăn đồ nói giỡn cười rồi có clip rồi đăng YouTube rồi thấy vui không chứ còn mình trẻ cái đời mình làm nó mà suy nghĩ rồi làm cái đồng tiền nhiều khi mình muốn cũng đâu có được đúng không bạn anh Trung đang đến chứ mẹ làm canh chưa anh còn chưa thử thách anh còn chưa thủng dốc rồi này chưa tấu rồi còn ai ăn sáng rồi dám ba ngày đâu ba đêm mình ăn không tiêu Cúc nhớ nhấn đăng ký 2 lần này Cúc đăng ký là 2 lần nữa mình có đúng không 1 lần đâu bạn có nhấn 2 lần nói chung là anh em ủng hộ anh Bình nhớ đăng ký 4 lần nha nhấn lại 4 lần luôn. Nên mày có động lực ra những video tiếp theo thì không hay của mình clip đây nữa. Rồi lúc sau mình sẽ dẫn anh ra một cái quán món kiến thức. Bữa sau em dẫn anh đi anh thử thách anh trái cây không có tiền luôn có một chỗ không có tiền luôn. Không trái cây đi anh trái cây thanh long đồ chuối cũng nhiều lắm. Mẹ gì ơi. Đéo và đéo. Ok. Mùng 1 Tết á là cũng anh mình quay clip đó luôn. Bye. Nước cũng nấu luôn. Nước nấu